Em chào tất cả các bạn có mặt ở trong phòng. Em chào tất cả các ban giám khảo trong phòng. Trời, tự nhiên em run á. À, em biết là em sẽ rớt, nhưng mà mọi người cổ vũ tinh thần cho em nha. Vì đây là phần thi tự chọn cho nên em sẽ rap. Hello, hello mấy bạn nha. Ai vỗ tay cho xin một cái. Em cảm ơn anh Đạt. Rung quá, rung quá. Trên cát mang mát nỗi buồn cơn đau đó, em nhận lại vì mình quen nhau ở thế giới ảo. Nó có chấp nhận cũng không có nhận lại, nhận lại chưa yêu, nhận lại nỗi nhớ, nhận lại vết thương trong lòng nhau, nhận lại vết cắt ở nơi ngực trái. Ngày em chạy đến để tìm anh, thâm tâm của anh là sự hờn ghen, nó dồn tất cả vào em hết. Anh vô tâm lắm nên chúc ngủ ngon, mà đối với anh cũng mỏi mệt, nhắn tin thì chậm cuộc gọi theo đó, mỗi lúc càng dần thưa. Nhiều lúc em nóng tới mức muốn hỏi anh rằng tình yêu này cạn chưa. Đôi lúc em biết anh chưa can đảm để đối diện với tình yêu xa, vì mình cách nhau một khoảng đường dài nên nói yêu xa là vội vã. Vội vã vì trái tim này nó đập mạnh chịu tài năng tắt, vội vã cũng vì không muốn ngọn nến thắp lên phải tắt. Và là em, chính là em người mang cho anh nhiều phiền phức, và chính là em người đến với anh với trái tim chân thành nhất. Em không có tiền, không nhiều quyền lực, nhưng em biết chọn cách để yêu. Em sẽ vẫn phiền tiền trong cơ cực để lấp đi những chỗ còn thiếu. Và là em, chính là em người mang cho anh nhiều phiền phức, và chính là em người đến với anh với trái tim chân thành nhất. Em không có tiền, không nhiều quyền lực, nhưng em biết chọn cách để yêu. Em sẽ vẫn phiền tiền trong cơ cực để lấp đi những chỗ còn thiếu. Đã bao giờ anh tự hỏi là đã xứng đáng với em chưa? Em không có gì, chỉ có trái tim bằng sắt chưa bao giờ thối rữa. Mặt anh hành hạ anh làm nó buồn á, đủ hết mọi thứ. Khi nào nó vẫn còn đọc thì ắt tên anh sẽ có trong lá thư. Gọi anh là chồng nhưng chưa bao giờ em bằng với người ta. Anh toàn trốn tránh, toàn lén lút, phải nói với người ta là em là bạn. Vâng, điều đó em đã từng nghe thấy, thì chẳng sao cả, chỉ là vỡ mộng ở bức tường lâu nay vẫn say. Đừng có lo sợ nó đang xảy ra, em vẫn im lặng chỉ biết đẩy ra xa. Không cần gì hết, không nói gì hết, em chỉ biết anh là tất cả. Anh đừng làm quá mọi chuyện, có khi đi vào bế tắc thôi. Nếu anh yêu em đâu làm như vậy để chói môi. Ở trên trời cao có bao vì sao, nhưng vì sao nào là sáng nhất. Em sợ anh là sao đổi ngôi, nó lấp mất anh không còn là sáng nhất. Em là chị Hằng vẫn đợi chú Cùi ở nơi góc tối thôi, nhưng sợ ngu muội. Và là em, chính là em người mang cho anh nhiều phiền phức, và chính là em người đến với anh với trái tim chân thành nhất. Em không có tiền, không nhiều quyền lực, nhưng em biết chọn cách để yêu. Em sẽ vẫn phiền tiền trong cơ cực để lấp đi những chỗ còn thiếu. Và là em, chính là em người mang cho anh nhiều phiền phức, và chính là em người đến với anh với trái tim chân thành nhất. Em không có tiền, không nhiều quyền lực, nhưng em biết chọn cách để yêu. Em sẽ vẫn phiền tiền trong cơ cực để lấp đi những chỗ còn thiếu. Phần dự thi của em đến đây là hết. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ em phải làm sao nữa? Chị Nati ơi, bây giờ em xuống hả? Dạ. Bye bye mọi người nha. Rung quá, em rung quá. Dạ dạ dạ, em sẽ ngồi đây. Bye bye. Em tự xuống đúng không? Dạ. Cái này là trôn.
thẳng thừng luôn á. Vâng, mọi người vừa trải qua phần thi đầu tiên của bé xinh dễ thương của chúng ta đúng không? À, một lần nữa thì mọi người mở đầu ra là em rap, cho nên là nãy giờ chị cũng bắn loạn, chị cũng muốn tìm một cái nhạc rap nào đó cho nó phù hợp để chị lên và nói với em cho vui luôn. Nhưng mà tự nhiên mọi người bảo em dừng lại để ngồi im đó, tự nhiên chị buồn quá. Em nở dành hoa của chị. Cái giây phút chị nói rồi, ngày hôm nay chị được tỏa sáng nhất là lúc chị được lên mic để cho mọi người tặng hoa cho chị. Đó, cho nên là mong là các idol của chúng ta hôm nay nhớ nhường hoa cho Ti nha. Cảm ơn phần thi của em. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt phần thi của mình nha. Hy vọng là thí sinh đầu tiên chúng ta sẽ nhận được những ưu ái của các hội đồng ban giám khảo của chúng ta. Và trước khi đến với phần thi của thí sinh thứ hai, Ti cũng có một vài lời nhắc nhở rằng là thứ nhất là các bạn hãy một lần nữa, khi mà mấy bạn sâu nhiều rồi mà, cho nên là hôm nay thi là không thể né tránh được cái gọi là cái rung mất bình tĩnh. Bởi vì sao? MC mình lên mình cũng mất bình tĩnh, là mở nhạc bắn loạn lên và đặc biệt phê phán thành phần ban giám khảo của chúng ta rung hơn nữa, cho nên là ban giám khảo chúng ta sẽ không cho điểm trực tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì rung quá mà, nhìn thấy em nào cũng dễ thương xinh xắn hết, cho nên là cái sự rung đó không bao giờ là không có xảy ra. Cho nên ban giám khảo chúng ta sẽ quyết định là sẽ công bố kết quả đến sau chương trình đấy. Ban giám khảo cũng rung mạnh hơn thí sinh nữa, cho nên là mấy idol của chúng ta là mấy bạn hãy bình tĩnh để mà thể hiện phần thi tốt của chúng ta nha. Và một lần nữa là trước tiên á, thí sinh của chúng ta lên, tốt nhất mấy bạn nhớ một điều gì Ti, đó là sẽ lời chào thì không thể thiếu rồi. Cái thứ hai nữa, mấy bạn hãy giới thiệu tên phần dự thi cũng như là tên bài hát mà mấy bạn thể hiện cho ban giám khảo nắm rõ nha. Và thí sinh thứ hai của chúng ta đó là bạn Mẫm. Mẫm mắt to, nhím nhỏ nhắn thì tí nữa em sẽ lên nhân nhím. Sau phần thi của Mẫm sẽ là phần thi của nhím. Không biết là Mẫm đã sẵn sàng chưa? Mẫm yêu dấu của chúng ta ơi, đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng rồi, nhớ lên phía 1 nha, cho mọi người cùng thấy nha. Mẫm ơi, Mẫm mắt to ơi. Các bạn nào lên tiết mục và tùy tị mà không phải idol và chuẩn bị khóa đó, chuẩn bị khóa mở đó. Sau phần thi của Mẫm sẽ là phần thi của nhím nhỏ nhắn. Nhím nhỏ nhắn chuẩn bị mic nha em. Ok, nếu bạn Mẫm chưa... Mỗi lần mà mình nói là bạn Mẫm rồi hay là thí sinh của chúng ta sẵn sàng chưa, không thấy ai trả lời. Mà mỗi lần mà mình nói chuẩn bị lướt qua thí sinh thứ hai cái, rồi thí sinh của chúng ta sẽ đưa tay lên liền. Drone MC cũng vừa thôi chứ ta. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của bạn Mẫm nha. Và tiếp sau phần thi của bạn Mẫm sẽ là bạn nhím nhỏ nhắn nha. Ok, cảm ơn mọi người. Chúc Mẫm của chúng ta thể hiện phần thi thành công nha. Khi mấy bạn đưa phía 1 lên, MC vừa nói cái là mấy bạn sẵn sàng để lên mic nha. Và hầu như bây giờ tôi đã thấy được nick của bạn Mẫm đã bị giăng đâu rồi, không biết nữa. Không biết là bây giờ bạn nhím nhỏ nhắn với em. Nhím ơi, em đã sẵn sàng chưa nhím? Có lẽ Mẫm đã bị rớt mạng khi bị cúp điện mất tiêu rồi. Cho nên chúng ta sẽ trở lại với phần thi của bạn Mẫm sau nha. Bây giờ nhím ơi. Nhím bé bỏng nhỏ nhắn xinh xắn ơi. Ok, em lên thi luôn nha.
Rồi, cảm ơn em và một lần nữa chúc em thể hiện thành công tốt đẹp phần thi của mình nha. Mẫm ơi, do là em đã bị rớt mạng cho nên là MC đã lướt phần thi của em sẽ được dời vào sau. Và bây giờ là sẽ là phần thi của bạn Diễm nha. Có gì Mẫm sẽ trở lại sau nha Mẫm. Ok, bây giờ Diễm lên đi em. Các bạn lưu ý nha. Khi mà mấy bạn MC sẽ đọc lướt qua, nếu bạn nào tới trễ hoặc là có trục trặc gì mấy bạn sẽ thể hiện sau. Hoặc là có gì thì sẽ liên hệ trực tiếp MC để mình sắp xếp lại MC cái thứ tự của các bạn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thi của Nhiếm. Mình sắp xếp lại cái thứ tự của các bạn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thi của Nhiếm. Xin chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Em chào chị Nati, chào tất cả ban giám khảo và lại tất cả idol và tất cả các meme đang có mặt trong room. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ em. Mặc dù là em đang rất là run. Em tên là Nhiếm Nhỏ Nhắn. Hôm nay tham gia event của 666. Em run thiệt. Bài hát của em muốn gửi tặng cho mọi người là bài Soái Ca. Em sẽ bắt đầu phần thi của mình ạ. Vỗ tay cho em nha, em đỡ rung. Anh không nghe nói những câu ngọt ngào, anh không nghe biết đáng yêu chốn nào, anh không hề giống như em đã mơ. Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này? Nhưng sao lại nhớ cả đêm? Em ngủ ngon như hey boy. Chuyện gì xảy ra mà làm em cứ nghĩ mãi mãi về anh? Chỉ là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh, cả đại dương say trong mắt anh. Gần anh em thấy mình yêu mềm, yêu mềm, yêu mềm. Bàn tay anh luôn che chở em hơi xoáy ca. Vì dù nắng thôi chẳng my baby boy, you came my dream, my bell light. Ding a ding a ding, my superhero. I don't know how about the tomorrow. I only need to know the reason I got on. It's you, it's you. My superhero never, never let me go. Nhưng sao lại nhớ anh đêm kỷ niệm? Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày? Anh mãi thôi, hey boy. Làm sao cho em được suy nghĩ, hey boy. Làm sao cho em ngủ ngon đi, hey boy. Chuyện gì xảy ra mà làm em cứ nghĩ mãi mãi về anh? Là con tim đã yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh, cả đại dương say trong mắt anh. Gần anh em thấy chẳng hòa giấc mơ.
tất cả mọi người ủng hộ em. Rung quá, giờ vẫn còn rung. Thôi bây giờ em xuống cam để idol khác lên thi nha. Chị Nati ơi, chị lên tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ủa sao mình hầm hố với ta, mình nhớ mình lên mic rồi mà sao tự nhiên tắt mic rồi. Ok, đó cũng là một trong những sự rung lãi bẫy của MC. Bởi vì đây là lần đầu tiên các thí sinh của chúng ta đến với phòng thi, cũng như là những cái event mà diễn ra của ngôi nhà của chúng ta. Cho nên là sẽ không tránh khỏi những cái va vấp cũng như là những cái sự rung lãi bẫy không hề nhỏ ở đây của các idol, cũng giống như là của MC nhỏ nhắn dễ thương xinh đẹp của Nati ngày hôm nay nha. Thế là mong mọi người sẽ bỏ qua những cái nhỏ nhặt ấy ha. Để tiếp tục chương trình thì một lần nữa tôi sẽ mến mời idol mẫm mắt to của chúng ta. Mẫm ơi, em đã sẵn sàng chưa em? Ok, và sau phần thi của mẫm sẽ là Chi Khển. Sau phần thi của Chi Khển sẽ đến Sinh Lời Son. Các bạn chuẩn bị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của bạn mụm mắt to của chúng ta nha. Chúc em có một phần thi thành công nha. Em muốn chào cả nhà, em chào ban giám khảo và toàn thể mọi người. Hôm nay thì em sẽ dự thi bài hát Biển Cạn. Em chào cả thầy Nguyễn Duy Lai ạ. Biển cho nỗi đau, tình anh quá lớn.
xin xuống cam ạ. Nhường mic cho MC ạ. Ok, cảm ơn phần thi của Mẫm Mắt To của chúng ta. Mọi người có thích những cái phần thi của các idol của chúng ta ngày hôm nay không? Có thích không? Mọi người có nghe thấy đã, có phê không? Có khoái không? Có không? Trả lời nhiệt tình đi. Ok, thay mặt cho các idol của chúng ta thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Và cũng mong rằng là mấy bạn hãy đối đáp lại các idol của chúng ta bằng cách... Bằng cách gì? Linh hoa cho MC đi. Trời, ngày hôm nay mình chỉ được cái nhiêu đó thôi đó. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn, chúc mừng Mẫm của chúng ta đã thể hiện thành công phần thi của em ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thi của Bình Lê. Tại vì mọi người thông cảm, sẽ có một chút trở ngại trục trặc ở danh sách thi của chúng ta. Bởi vì sao? Sẽ có người ngồi cùng một vị trí ở phòng thu, có người sẽ ở nhà, có người ở Hà Nội, có người ở Sài Gòn. Cho nên là vị trí của chúng ta sẽ hơi bị bắn loạn một xíu. Cho nên là MC cũng sẽ bị cập nhật trễ hoặc là sai sót gì đó. Cho nên mọi người sẽ bỏ qua những cái điều nhỏ nhoi mỏng manh đó cho Ti nha. Và bây giờ thì mình sẽ lướt qua ba thí sinh tiếp theo của chương trình. Đó là bạn Bình Lê, sau đó sẽ tới phần thi của Nhái và Tính Chi Khển. Hy vọng là ba thí sinh của chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng âm thanh ánh sáng như bài hát của chúng ta thật là kỹ lưỡng. Ok, Bình Lê ơi, không biết bây giờ em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mãn phép được gọi là em luôn, tại vì mình biết thân phận của mình trong này rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của Bình Lê. Chúc em có phần thi thật thành công nha. Em chào ban giám khảo, chào tất cả các mem có mặt ở đây ạ. Em Bình Lê, em sẽ trình thi bài hát Mẹ Con Đã Về. Em run quá. Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau
về chung cô hát ông ván đất trời xu hơi thu cho ta ngọt bùi ấm ấm ưng tình xa xuôi một con khe một bữa ao sông thằng tre lưu luyến tình chiều hai đứa chào cả nhà. Ok, một lần nữa chúc mừng Bình Lê của chúng ta đã thể hiện thành công một bài hát rất tình cảm dành cho người mẹ của chúng ta, đúng không? Và bây giờ thì một lần nữa thì Thi sẽ nói lại cái thể lệ của chúng ta, đó là các thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện một bài hát và ban giám khảo của chúng ta sẽ không cho điểm trực tiếp mà chúng ta sẽ quay lại quay video lại, và sau đó ban giám khảo sẽ chọn lọc ba thí sinh có phần thi xuất sắc hay nhất để trao giải nha. Hy vọng là các idol chúng ta sẽ cháy hết mình, nóng hết cỡ luôn nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã dành những cái lời khen ưu ái đến cho Ti. Nếu mọi người thích phần thi của các idol nè, thì lên loa nhiệt tình, gửi tay nhiệt tình cho MC dễ thương đi. Khen không mà không lên hoa làm gì. Ok, một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian cuối tuần của chúng ta đến đây để xem và lắng nghe phần dự thi của các idol. Và bây giờ thì các idol chúng ta đã rung chưa? Mỗi lần đọc tên, Ti biết mà mỗi lần đọc tên của em nào là em ấy rung bắn bần bật. Ti cũng rung nữa, khi Ti rung nhất là khi đọc tên của các idol của chúng ta lên đó. Và bây giờ thì tiếp tục chúng ta sẽ đến với Nhái. Không biết là bạn Nhái của chúng ta đã sẵn sàng ok để lên chiến đấu chưa? Nhái ơi, Nhái lần 1, Nhái lần 2, Nhái lần 3. Ok, đã đến được phim 1 của Nhái con chúng ta rồi. Và sau phần thi Nhái của chúng ta sẽ là phần thi của Chi Khển. Sau Chi Khển sẽ là Mèo Điên. Chi Khển và Mèo Điên của chúng ta sẵn sàng nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của Nhái con. Chúc qua Nhái con chúng ta sẽ có một phần thi tốt đẹp. Chưa một ít nữa mà nói như đúng rồi. Lời nói đầu tiên thì cho phép Nhái được chào tất cả mọi người có mặt trong room nha. Đây là lần đầu tiên mà Nhái chính thức lên với cam của 666 và 444. Chào, nói chung là chào hết tất cả mọi người đi, những anh em trong room và những bạn khán giả nữa.
Rồi sau đây để mình cũng tham gia chương trình cho vui thôi, chứ thực sự ra mình cũng chả biết thi bài gì cả. Nhưng mà có một ca khúc mà mấy người bạn của Nhái rất là thích, đó là một mashup của Nhái, do chính Nhái tự mashup, thì xin mời mọi người cùng lắng nghe. Mình chào chị MC nha, Ti nha, chào Ly, chào anh Jem, chào mấy người nào mà lớn hơn Nhái á. Rồi mời mọi người cùng lắng nghe. Trong khi hát thì Nhái tập trung lắm, cho nên Nhái không nhìn webcam đâu. Không biết là mọi người có nghe thấy tiếng đàn không ạ? Một ngày trời xanh nắng buồn xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn. Đừng nhìn về quá khứ, đừng tự làm nhẹ đôi mắt. Mình mong em sẽ vui hơn khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn. Thu vẫn tao quay mây mà mây làn gió vương trên mi ai đang dùng con phố nhỏ. Nhẹ đằng đầu đây mùi hoa sữa đó. Yeah, yeah, yeah. Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen. Trong mưa như mưa vu vơ mùi lá vàng thật nhẹ nhàng. Rồi mùa thu không còn yêu em nữa. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way you lie. Lòng muốn nói rằng hết kiếp thế sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình khó nói nhiều sóng gió. Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay, thì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ về em, ngừng nhớ về em. Ai 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 nhà, thì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ về em, ngừng nhớ về em. Ai 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 ai. Phố kim màng nơi đó em đắm trong chiều sâu. Khi quay cuộc đời anh đèn màu. Oh baby don't lie to me, just get I can see. Khi trong con tim em trong mong ngân một nhịp đặc biệt trái tim. Em mộng mơ ngày thơ là thế nên giữ ngát ngược cho ngày sau em luôn rạng rỡ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn và rồi cứ thế cái phòng chỉ còn lại nỗi nhớ. Bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây. Bạn hoàng thức sống và một chợt nhìn mình trong vắng đôi tay. Gừng lại suốt tan đi nỗi nhớ em. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. Hey, as long as you love me. As long as you la 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 love me, love me. Hey, na 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 na. Cơn mưa ngang qua mà em đi xa, cơn mưa ngang qua khi em nhạt nhòa. Chẳng một lời chờ và cứ rời bỏ đi câu chuyện để cho con tim anh thêm yêu mềm. Đêm qua còn đi bao yêu thương, còn hình vẫn còn tim phương hướng. Cơn mưa khi nặng hạt mưa tiếng nặng hạt, em đã rất xa từ bên tay. Ngồi lại nhấp chén say, làm trong lòng mình những đắng cay.
ngày dài thấm thoáng trôi, muốn quên đi duyên phận bao trôi. Beautiful girl, beautiful girl, trái tim anh là chính em baby, là chính em baby. Beautiful girl, beautiful girl, và giữa hàng triệu người chỉ có em trong mắt anh. Yeah, yeah. Xin em hãy đến đây, dù chỉ là một phút giây. Và em hãy nghe cho con tim anh đang muốn nói gì. Dù cho em đang đi cùng với ai, chẳng quan tâm dù đúng sai. Girl, you know, I just wanna say this to you. Bạn có đủ nóng chưa ạ? Ngày xưa có anh nuôi chú đồng là em, sau này có anh chú muốn cũng là em. Từ khi gặp em đã anh toàn màu đen. Nói chung là anh đã hết chống em vì em. Anh đã không ngại chiều cao, cày tay cho em một cái sẵn quần áo đó. Khi anh xẹt nhiều lấy cho em chú đáo, là một thứ nuôi em như cái làm trai bao. Anh biết cái không bình đẹp nhưng cái không vô duyên. Tại chính chó đến là anh không phải dạng bị đi. Trừ hoàn cáp được tính bằng thiện kim con lại. Thứ gì là anh sẽ tặng liền. Bo nhà nghèo là bo nhà nghèo, không ai thích vì chơi hòa bèo. Nhã nhà nghèo là nhã nhà nghèo, vì nhã nghèo nó không ai theo. Yeah. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại vì lúc anh nhái hát nên nhái tập trung bên này, cho nên để chỉnh cái đó cho nó hay, cho nên không có nhìn tới chết mọi người được. Và cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mời MC ạ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn một phần thi thật là náo loạn cả cái khán phòng của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Nhái đã mang đến cho mọi người một không khí rất chi là sôi động, hào hùng như vậy luôn. Các bạn mashup rất chi là một hoàn hảo. Nhưng mà từ nãy giờ có nghĩa là mọi người đã trải qua những cung bậc cảm xúc cũng như là từng các thể loại của các thí sinh rồi đúng không? Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chúc mừng Nhái đã thể hiện thành công về phần thi của Nhái nha. Và bây giờ thì mọi người sẽ chuẩn bị lót dép để tiếp tục đến với idol tiếp theo của chúng ta. Trước khi đến với phần thi của Chi Khển thì theo tâm sự của bốn vị thành viên trong hội đồng ban giám khảo của chúng ta, đó là Ngọc Hà, Quang Hà, Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà của chúng ta, có nhận xét rằng là từ đầu buổi đến buổi thi tính giờ thì hầu như các thí sinh chúng ta hơi bị trục trặc một xíu về cả âm thanh và ánh sáng. Cho nên là hy vọng là các thí sinh đi sau của chúng ta sẽ rút kinh nghiệm về một chút về âm thanh của chúng ta nha, để được có một cái phần thi thật là hoàn hảo hơn ha. Và một điều không tránh khỏi đó là mọi người nhớ lên hoa vỗ tay nhiệt tình cho MC đi. Trời ơi, một lần nữa nhắc lại nè, ngày thường không sao, ngày hôm nay mình chỉ cầu mong được có nhiều hoa cho mình thôi. Nên mọi người đừng có ngần ngại lên hoa cho tin cho MC nha. Chờ nãy giờ nhiêu đó đó. Và bây giờ thì chúng ta một lần nữa sẽ được lướt qua danh sách của các thí sinh tiếp theo. Chi Khển, Mèo Điên, Võ Nhi. Không biết là ba thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Nhớ nha mọi người, chuẩn bị test cả âm thanh ánh sáng của chúng ta thật là hoàn hảo nha. Nghe đồn là chị Thân Thúy Hà nãy giờ là, sau khi nghe trình diễn của Nhái là ngứa mỏ lắm luôn. Ok, sau chương trình này em sẽ cho chị lên hát nha, nha chị Thân Thúy Hà. Ok, một lần nữa Chi Khển ơi, Chi Khển đã có đó chưa?
Ok, đã thấy được chị Khỉnh tích chất lên rồi. Và bây giờ thì sẽ đến phần chị Khỉnh nha. Sau chị Khỉnh sẽ là Mèo Điên, sau Mèo Điên sẽ đến Võ Nhi. Chúc các thí sinh của chúng ta sẽ hoàn thành ca khúc thật là tốt đẹp. Alo. Em xin chào ban giám khảo, chào chị MC, chào tất cả mọi người ạ. Chào mọi người nha. Em chào anh Thái nha. Em chào anh Nhái. Hôm nay đến thì tôi thật là đang run, không biết hát bài nào luôn á. Nhưng thôi hát một bài, nếu mà mọi người thấy dở thì cũng cố nhắm mắt cho qua. Vô hậu á. Thank you.
phần thi của Chi Khển, đáng yêu của chúng ta nha. Một bài hát rất là tình cảm đúng không? Mọi người có thích phần thi này của Chi Khển không? Mọi người có thể bình chọn cho các phần thi của các idol của chúng ta bằng cách bỏ phiếu lên qua lên đồ cho Ti hết đi. Nào, có gì là quăng lên Ti lụm hết cho. Nghe xong mọi người cũng thần thuộc, thuộc luôn cái câu nói đầu môi của Ti nói ra đúng không? MC mà. Bây giờ chúng ta mới thấy được cái tích chất đầu tiên của ban giám khảo 3 của chúng ta dành cho MC ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn. Và một thông tin cập nhật được biết là hồi nãy giờ mình đã cảm thấy thân thứ hai của chúng ta đang rất là mong đợi là một ngày sẽ được lên mic hát cho mọi người nghe. Hơn cả nữa là tất cả mọi người đây đang đợi giọng mát của thân thứ hai của chúng ta. Tất cả mọi người chắc là chưa nghe thân thứ hai hát bao giờ đúng không? Nhưng mà bảo đảm hôm nay mọi người sẽ cuối chương trình đi. Cuối chương trình mình sẽ lì quậy lê lết năn nỉ ỉ oi và bất chấp tất cả là móc áo móc quần móc tất cả để mà bắt thân thứ hai lên thể hiện cho mọi người nghe. Cho nên mọi người sẽ cố nán lại vào cuối chương trình để được thưởng thức cái giọng ca banh cháy lửa của thân thứ hai của chúng ta nha. Vâng, và giây phút chém gió năng niu ban giám khảo của chúng ta đến đây là kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái chương trình cuộc thi tài năng của idol ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần dự thi của Mèo Điên. Mèo Điên, không biết là Mèo Điên đã sẵn sàng để lên quẩy với mọi người chưa? Mèo Điên ơi, ok, hú liền, trời mèo mà hú. Cái này mèo sẽ meo meo chứ sao là hú nhờ. Và sau phần thi của Mèo Điên sẽ là phần thi của Võ Nhi. Và kế tiếp sẽ là phần thi của Sinner Song. Các idol của chúng ta phía sau sẽ sẵn sàng tâm lý để lên chiến đấu nha. Và bây giờ thì đến phần thi của Mèo Điên. Mèo Điên của chúng ta thì xin chúc em sẽ thể hiện thành công phần thi của mình nha. Cũng có một chút run. Em yêu chị MC thế. Ok, hôm nay em sẽ trình diễn bài hát đưa em vào vòng 2 của Rapper Contest nha. Yeah. Điên hát cho người ta biết mình điên chứ. Yourfutureproducers.com. Mình có nhau khi nào mất nhau thật sao? Em mong bao trái ngang cho tim anh đã tan từng phút giây đã qua. Lời nói yêu phai nhòa dù qua bao lâu anh vẫn giống anh ngày xưa. Cho em ôm bao nỗi thương cố quên người xưa, nhưng xin anh hãy cứ trách móc đi người ơi. Tim em sẽ không biết đâu biết đó là sai. Mở đầu câu chuyện để anh đánh vần BATCH. Câu chuyện về em đó, người con gái thì good sex. Em đã mang niềm vui ngược lại đến đây cả tấm bi kịch.
Lúc đầu cứ ngỡ good girl ngoan hiền dịu dàng, I'm a right bitch. Nhưng good girl cũng đúng vì những ngày đầu em đều vâng lời theo ý anh. Dần dần em lộ mặt thật, mục đích của em chỉ nhìn vào ví anh. Nếu chỉ có thể nó mất tiền vì em thì anh cũng chẳng có sao. Vì khi em đến bên anh có hứa với anh là sống ở trên cao. Đâu phải đại gia nhưng đủ ngân lượng đêm lên sẽ cho em gào thét. Vẫn cho em tiền vào studio để em tạo dáng tạo nét. Chưa bởi trên Facebook từ từ em trở thành chiếc loại năm sao. Có tên có tuổi cứ như thế, nơi nơi thu hút người ra người vào. Anh thấy em đi hơi quá, anh bảo em ơi không thích như vậy đâu. Không biết em có nghe thế, giờ vừa không thấy trả lời lại một câu. Linh tính báo trước với anh, có chuyện chẳng lành sẽ đến. Trước mắt sẽ không còn màu xanh, thuyền về sẽ không còn đúng bến. Em dậy đi đâu ngã đâu rồi. Không còn anh nữa đứng sau em đâu. Em dậy đi đâu quá mơ mộng. Sau cơn mưa không có nắng lên chiều em đâu mà em ngồi mộng mơ. Đêm dài ác mộng tỉnh dậy bên cạnh trái phải không còn thêm bóng em. Thì dòng tin nhắn anh cứ ngủ đi, em đang ở bên những người quen. Trần trọc không ngủ đến sáng ngóng trông nhưng mãi không thấy em trở về. Có lẽ phải chạy qua nhà em xem em làm trò hề. Đứng ngoài bấm chuông nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa. Nhìn qua cửa sổ thì một thằng nằm trên, còn em thì đang nằm ngửa. WTF, em xứng đáng với tên HOE. Anh cũng hơi chóng mặc dù người ta gọi anh là MOB. Còn đâu đó hồng đỏ, chiếc nhẫn diamond màu xanh. Vứt hết đi những gì anh cho, yêu nhầm cần để ý là anh. Một ngày không đủ để nói về em, có lẽ anh phải viết đến 10 ngày. Nhưng thôi một cần để đâu đáng để anh bỏ công phải viết nhiều thế này. Thế sao Facebook đã bỏ đi chữ relationship với Andre? Hay vì anh mang sự nổi tiếng, em down để xóa bỏ anh đi? Thôi đừng đùa nè em ơi, anh không còn để ý em đâu. Lâu lâu nếu cần blowjob em nhớ mình lại gọi phone cho nhau. Khi đôi ta có nhau, yêu thương thắm sâu. Mình có nhau khi nào, mất nhau thật sao. Em mang bao trái ngang, cho tim anh đã tan. Từng phút giây đã qua, lời nói yêu phai nhòa. Dù qua bao lâu anh vẫn giống anh ngày xưa. Cho em ôm bao đau thương cố quên người xưa. Nhưng xin anh hãy cứ trách móc đi người ơi. Tim em sẽ không biết đâu, biết đâu là sai. Yeah, yeah. Xong phần thi của mình rồi. Em xin nhường mic lại cho chị MC nhá. Xin cảm ơn phần dự thi của Mẹo Điên rất là nhiều. Một ca khúc rap đã thể hiện cái tài năng của em và đưa em lên tới đỉnh rồi. Hôm nay em được tiếp tục, em lại cho mọi người lâm la lên, muốn lên tới đỉnh cùng em phải không? Và cảm ơn, chúc mừng em đã hoàn thành phần thi thật là tốt đẹp. Và bây giờ thì Ti sẽ lướt qua một lần nữa về các thí sinh còn lại của đêm hôm nay của chúng ta nha. Nếu mà các idol nào còn bỏ sót hay là thấy chưa đọc tên mình thì liên hệ khẩn cấp với lại MC để bổ sung thêm nha. Sau phần thi của Mèo là đến phần thi của Diêu. Không biết là Diêu đã sẵn sàng chưa? Các thí sinh còn lại của chúng ta sẽ gồm có Diêu, Sinner Song, Yuka, Võ Nhi, Teddy, Cẩm Thi, Y. Không biết là còn idol nào còn bị thiếu sót không?
hay là có bị trục trặc hay là muốn bổ sung hay là như thế nào đó thì liên hệ khẩn cấp với MC nha. À, cảm ơn Trung đã nhắc nhở là mọi người nhớ lên hoa nhiệt tình cho Tiên nha. Ok, tôi sẽ đọc lướt lại một lần nữa, đó là Diêu, Sinh, Yuka, Võ Nhi, Teddy, Cẩm Thi và Quai. Không biết là tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của Diêu nha. Trước khi đến phần Diêu của Nhi thì sau khi cập nhật được thông tin tình báo báo rằng sau khi nghe tin là event của chúng ta sẽ kết thúc, sẽ đến với phần thể hiện tài năng giọng ca lẳng lót mà chưa ai được thưởng thức hết, đó là giọng ca của chị Thân Thúy Hà. Thì chị Tăng Sông Máu, chị Tăng Thanh Hà của chúng ta mới ý kiến rằng là chị cũng muốn lên trình diễn một đoạn sexy của chị cho mọi người được chiêm ngưỡng cái vòng body của chị nữa. Cho nên là mọi người cố nán lại thời gian của mình đến phút chót để được thưởng thức một giọng ca rất tài năng của chị Thân Thúy Hà và một cái body rất cực chuẩn của chị Thân Tăng Thanh Hà nha. Và phần chém la liệt của ban giám khảo thì đến đây là kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của Idol Diêu. Diêu cực kỳ đáng yêu chúng ta. Không biết là Diêu đã có thể test chất lên cho MC đáng yêu dễ thương Nati là thấy không? Diêu ơi, cho thấy cái miếng một nhỏ nhoi mỏng manh của em. Ok. Và cực kỳ phê phán Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà đã cướp bích nha. Bích nha. Em xin chào tất cả các ban giám khảo với lại tất cả mọi người đang trong rung xa xa sáu nha. Bây giờ em xin hát bài Bụi Bay Vào Mắt. Chào mọi người nha. Nhỏ hả? Em phải thức bao nhiêu đêm và em phải đến bao nhiêu cảnh để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh. Mà em nào đang khóc, bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng chân ai qua tìm. Em phải ước bao nhiêu câu và em phải đến bao nhiêu đầu để mím môi đôi nơi mắt lên lời chia tay. Mà anh đâu có lỗi, luôn sợ em không giữ được người. Vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn yêu cao trái tim người qua. Chim nghiêng nghiêng cuối con đường, ở nơi đó còn có một người mong em. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu không đâu. Dù em nay yêu anh mãi đến từng tế bào, bụi kia sao bay vào mắt làm quên đi rừng rừng đèn nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt. Phải ước bao nhiêu câu và em phải nén bao nhiêu đau để nín môi đón em mắt lên lời chia tay. Mà anh nào có lỗi, lỗi do em không giữ được người. Vẫy tay chào anh đường anh đi vắng em rồi. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn yêu cao trái tim người quay. Trời xa từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối con đường, ở nơi đó còn có một người mong anh. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu không đâu. Dù em đã yêu anh mãi
buồn quen lưng bước đi, bụi bay vào mắt chưa đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn yêu cao chắc tim người quay về. Nhìn đi anh ơi trời xa, từng cánh chim nghiêng nghiêng quê con đường. Ở nơi đó còn có một người mong anh. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chưa đâu không đâu. Dù em anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là vui trong mắt em thôi. À, phần thi của em xin hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye. Một lần nữa xin chúc mừng Diêu nha. Sau khi bàn bạc và hội ý thì Ti đã cập nhật được tin tức hiện giờ của thành phần hội đồng chặt chém của chúng ta. Xin nhắc lại là mọi người đang thắc mắc, MC thì Linh Tý nghe giọng rồi thì đương nhiên mọi người sẽ biết đó là Ti. Dễ thương. Chứ còn một điều mọi người đang thắc mắc không biết là cái thành phần hội đồng đê tiện kia là ban giám khảo kia là ai. Như ban đầu thì tôi đã giới thiệu nhưng mà đó chỉ là chặt chém thôi. Và bây giờ thì mình sẽ tiết lộ một chút thông tin bí ẩn của hội đồng ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Xin giới thiệu hội đồng ban giám khảo của chúng ta gồm có 4 gương mặt rất là quen thuộc trong showbiz của chúng ta. Đó là 3 cô gái và 1 chàng trai. Chúng ta đây là cuộc thi tài năng cho nên là sau khi sàng lọc, moi móc, đào bới, lật tung hết cả cái showbiz thì chỉ có tìm được 4 người chuyên về 4 lĩnh vực khác nhau để ngồi vào vị trí nóng bỏng để xem xét và theo dõi cuộc thi của các idol của ngôi nhà của chúng ta ngày hôm nay. Đó là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu cũng có thể gọi là người mẫu phải không? Ca sĩ Quang Hà, diễn viên Thân Thế Hà, siêu mẫu Thân Thế Hà luôn, và đặc biệt là Tăng Sông Mẫu, Tăng Thanh Hà. Mọi người nghe rồi đó, chỉ có 1 chàng trai và 3 cô gái. Các cô gái mà rất là thích coi được cái vẻ đẹp, cái giọng hát, đặc biệt 3 người này không biết hát, hát cũng không, chưa có thể nói là chưa ai nghe được giọng hát của 3 người này. Cho nên 3 cô này vô đây mục đích là cũng ngồi nghe và cũng học hỏi được sự thể hiện giọng ca của các idol nhà chúng ta. Đó cũng là một điều rất là vui mừng, đáng vui cho các idol của chúng ta ngày hôm nay. Rất là vinh hạnh đúng không mọi người? Và mọi người ráng nán lại với phút cuối để mà được lắng nghe và giọng ca của Thân Thế Hà và vòng body cực chuẩn của Tăng Thanh Hà nha mọi người. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ trở lại với cuộc thi ngày hôm nay, sẽ đến với giọng ca của Sing A Song. Sau Sing A Song sẽ là Yuka và đến Võ Nhi. Hy vọng là các bạn sẽ sẵn sàng nha. Và một điều mà hồi nãy giờ mình chờ chực rồi, mọi người nhớ lên hoa cho Ti đi. Sau mỗi lần thi của thí sinh thế nào hoa cũng mọc lên, và MC lên rồi nán thời gian càng dài càng tốt, bởi vì chờ hoa mọc để được mọi người tặng hoa đó. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mến mời đến với phần thi của Sinh Son. Chúc Sinh Son của nhà chúng ta có một phần thi thật là tốt đẹp nha. Thì em xin phép thi một bài hát cũng tương đối mới thôi của Hoàng Kiều, bài hát mang tên là Cơm Băng Giá. Xin mọi người lắng nghe. Thì
Trời kia mơ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi xa lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, mơ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng em đến. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, mơ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, mơ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Ok, em xin kết thúc phần đây mình. Nhờ lại mic cho cả cho MC. Vâng, một lần cảm ơn phần dự thi của bạn trai nhỏ nhoi xinh xắn đáng yêu của
Xin lỗi mọi người rất là nhiều nha. Không, điều này sẽ thật sự là mấy bạn mà mới vô á, mới thì mấy bạn sẽ hơi bị ngạc nhiên và hơi bị chấn động một xíu. Nhưng mà đối với các mem thần thánh lâu ngày của MC đáng yêu dễ thương dịu dàng của Nati thì sẽ thấu hiểu được cái đó là một cái trục trặc rất là nhỏ nhoi. Đó là về âm thanh, cái mic của mình nó hơi bị bắn loạn một xíu mà. Lâu lâu nghe idol mình hát cho nên là nó hơi bị bắn loạn thôi. Cho nên là mọi người nhớ bỏ qua giùm cho nha. Đặc biệt là mọi người đừng có quên lên hoa nhiệt tình đi thì mic của mình sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã nâng tay nhẹ nhàng ha. Và trở lại với chương trình của ngày hôm nay, thì trước khi mà chúng ta tới một cái giọng ca đặc biệt tiếp theo thì chúng ta sẽ được cập nhật thông tin tình báo báo rằng là hội ngộ của ban giám khảo chỉ định như thế này. Sau khi mà Ti phỏng vấn với ban giám khảo đang ngồi ở vị trí của Tăng Thanh Hà thì Tăng Thanh Hà có thông báo rằng là Tăng Thanh Hà trước giờ chưa có lên mic để biểu diễn. Thực sự là Tăng Thanh Hà cũng chưa có hát lần nào hết, cho nên là không có biết cách lên mic. Chỉ có thể là lên cam để sờ được cái phần body cực chuẩn của Tăng Thanh Hà thôi. Cho nên là hy vọng mọi người sẽ rất là nán lại tới giây phút cuối để được nhìn một cái body rất là cực chuẩn của Hà nhé. Vâng, cảm ơn. Đó là trích đoạn thôi chứ không phải là giọng của Tăng Thanh Hà đâu. Dẫn Tăng Thanh Hà mà nói như vậy thì cái nước là trở thành tăng sông máu luôn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời chia sẻ của ban giám khảo của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Một bạn có cái biệt danh đó là Yuka. Nhưng mà Ti không biết là mọi người gọi Yuka như thế nào. Nhưng mà hồi trước giờ mình chỉ gọi bé bỏng này gọi là bằng Vú. Và Ti đã đặt được một biệt danh tức Vú và Ti là một cặp. Cho nên là Ti cũng đang rất là chờ đợi tới cái phần thi của Vú MT. Hy vọng là chúng ta sẽ được thưởng thức một cái tiết mục rất là hoành tráng ngày hôm nay nha. Một lần nữa xin chúc Vú của Ti được thể hiện thành công nhé. Sau phần thi của Vú sẽ là phần thi của Võ Nhi, Teddy, Cẩm Thi và Quai. Hy vọng là mọi người sẽ chuẩn bị âm thanh ánh sáng tiếp tục nha. Và bây giờ thì xin mời Vú của Ti lên mic nha. Alo, chào mọi người. Xin chào tất cả quý vị các bạn. Chào tất cả các anh em, các cô bác trong chung mình. Xin chào tất cả các hội thi ngày hôm nay. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Hôm nay gửi tới mọi người ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Bao Giờ trong phim Em Là Bà Nội Anh. Mong mọi người trong tràng vỗ tay. Yeah, yeah. Mọi người ơi, chuẩn bị nhớ. Nhớ này, bà già tuy già như thế này nhưng mà hát hơi bị hay đó. Đừng có mà coi thường. Chí. Em dù sẽ không còn những mơ màng, em dù sẽ đuổi lại những hy vọng. Tháng ngày dần trôi đi mãi, vui buồn để lại cho ai tiếc thay, đời luôn như thế đây. Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng, em chợt thấy tim mình cũng rung động. Nếu mai tình yêu tràn chưa, không còn trở lại như xưa. Đâu tìm nhau không thấy nữa, hình như lòng muốn nói, hình như mình yêu rồi. Quanh khắp bên vai, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai. Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời. Quanh khắp bên vai, nhìn là mơ, nhìn là mơ. Chắc đang là mơ, mình yêu từ bao giờ. Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng, em chợt thấy tim mình.
trần lạnh sao biết đâu tìm nhau không thấy nữa. Hình như lòng muốn nói, hình như mình yêu rồi. Quanh co tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai? Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời. Quanh co tuyệt vời, như là ma, chắc đang là ma. Cảm ơn Tuấn Thiên Thần, cảm ơn rất là nhiều ạ. Mọi người hãy ở lại để tiếp tục phần thi của tất cả những idol tiếp theo nhé. Sẽ rất là hay đấy, yêu mọi người nhớ nhá. Cảm ơn những ai hôm nay cổ vũ cho Du, cổ vũ cho MC và tất FC và tất cả mọi người. Yêu mọi người nhá. Tạm biệt mọi người. Muốn khóc quá mà giờ như này không khóc được, thế nó mới... Ta nói vậy đó mà. Con MC nó như vậy thì vú của Ti thì không hề thua kém đâu mọi người, thấy không? Nó lột mà lột toàn cảnh, bóc hết cỡ. Vâng, một lần nữa là cảm ơn mọi người vừa nãy giờ đã nghe được cái sự bốc lửa của vú của Ti. Và mọi người có mê không? Mọi người có thích không? Đúng rồi đó, không giống như cái câu nãy giờ rồi, mọi người nhớ lên qua cho Ti đi. Khổ ghê. Chúc mừng Du đã có một ít phần thi rất là hoàn hảo. Sự là mắt hơi bị sưng rồi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lại với chương trình cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một cái giọng ca mà nhà hàng đổ nát, rạp hát điêu tàn, và cả cái phòng thu của Sài Gòn cũng phải bừng cháy lên. Đó là Võ Nhi. Chúng ta sẽ đến với giọng ca của Võ Nhi nha. Võ Nhi ơi, không biết là em đã sẵn sàng chưa? Võ Nhi ơi. Ok. Thấy cái mặt đó chét là biết rồi đó, chuẩn bị bùng cháy rồi như thế này rồi. Và sau phần thi của Võ Nhi sẽ là phần thi của Cẩm Thi. Sau đó sẽ đến Teddy và Mr. White của chúng ta nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với phần thi của Võ Nhi. Chúc em có một phần thi thật là hoàn hảo và tốt đẹp nha. Trời ơi, em coi xong cái tiết mục của chị Du em hết muốn thi. Em chào mọi người, em chào con xin chào bốn nhóm thảo của 566 mình. Con chào tất cả mọi người. Em chào anh già, em chào tất cả các anh các chị. Em chào chị Nati, em cảm ơn chị rất nhiều. Em xin thi bài thi của em. Chết rồi. Em quên.
Dạ, mà bài thi của em tên là Mẹ Tôi. Cho tuổi già ước mặt trèo lên
Vâng,